Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với showroom Toyota Auto có địa chỉ tại số 18 Phố Hoàng Quán Chi, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở clip này đây em Long xin phép là sẽ được giới thiệu riêng cho mọi người một chiếc xe mà để mà nói nếu mà trong phân khúc này ấy, anh em sẽ hơi có mặc cảm với nó một chút xíu. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái form dáng của nó ấy, vào những cái thời điểm năm 2014, 15 hay là 17, 18 đi, anh em vẫn hơi đóng mi đóng mác với những chiếc xe đấy là dành cho những các bác các chú có tuổi này, hoặc là những anh em nào mà thích cái sự hoài niệm hoài cổ một chút xíu thì đó là chiếc Altis mọi người ạ. Chiếc Altis này của em thì tuy nó vẫn là mang thương hiệu như vậy nhưng mà được lột xác hoàn toàn rồi mọi người nhá. Về form dáng, hình thức này, option của xe, em nghĩ rằng rất nhiều anh em hiện tại bây giờ cũng đang rất là thích cái mẫu này luôn, kể cả anh em trẻ nữa nhá. Thì chiếc này của em đây đó là chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản máy 1.8V. Xe sản xuất là 2022 mọi người nhé. 2022 lăn bánh được có 9.000 cây thôi. Nó mới thôi rồi mọi người ạ. Để mà nói thì với chiếc này của em ấy, tự tin luôn nhá. Em tự tin cam kết cho mọi người văn bản luôn là sơn zin của xe cứ trừ hao cho em lấy 1-2% đi, bởi vì là thi thoảng có xước sát nhỏ em chẳng muốn sơn. Sơn zin còn rất là cao luôn. Xe 100% không có đâm xô tai nạn ngập nước. Hồ sơ pháp lý là chuẩn và đơn vị em đã rút hồ sơ rồi. Và quan trọng nhất là gì? Xe không phạt nguội nhá. Đấy, em xin phép là mời chúng ta cùng nhau đi một vòng quanh xe với em đi, để cùng nhau trải nghiệm cũng như là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đầu xe cũng như là option tiên tiến của cái mẫu xe mới này. Về đầu xe nhiều anh em có thể nhìn cho em, nó đoán là chiếc xe này hao hao giống xe nào không? Đúng rồi đấy, nó giống Camry mọi người ạ. Camry form mới bây giờ được nhập thái về rất là đẹp luôn. Thì chiếc này của em nó cũng không kém cạnh đâu mọi người ạ. Đầu xe thì tất cả những đường nét được bo tròn thanh thoát, nó khác hẳn với những chiếc xe ngày xưa rồi. Đầu đèn này có tích hợp là có đèn pha full LED này, có dải đèn daylight ban ngày, cảm biến trước sau đầy đủ. Và mọi người nhìn giúp em cái này nhá. Logo của xe này, logo 3D. Tuy là đẹp thôi nhưng mà nó còn một chức năng nữa đó là gì mọi người biết không? Có radar cảnh báo tiền và chạm trước sau ẩn sau logo này. Đấy, có nghĩa là anh em có thể sử dụng để di chuyển trên đường mà chẳng may có vật cản nào cắt ngang đầu đuôi xe, xe tự phanh cho mình luôn. Tách hợp theo nói cái công nghệ này đó là cái gói Toyota Safety Sense, có thêm cả cái phần này mọi người ạ, cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt trên gương và có Adaptive Cruise Control, nên là anh em lái xe cực kỳ nhàn luôn. Đấy, riêng cái gói công nghệ này của xe thì nó đã được update lên chiếc xe này. Em nghĩ rằng là với cái tầm giá bây giờ như chiếc này nhá, em đang chào bán tại cửa hàng này chỉ có 715 triệu thôi. Em nghĩ rằng rất là hợp lý rồi. Không có chiếc xe nào có tầm giá này mà anh em mua được những chiếc xe mà có cái form giá hình thức này cũng như là cái tầm giá này mà có option cao như này đâu. Đấy, rồi quay trở chiếc xe này của em nhá. Về tất cả những đường nét của xe đây, mọi người nhìn cho em này, nó đều là nguyên bản hết luôn ạ. Về dàn chân của xe thì mọi người nhìn giúp em này, cái phần la răng của xe được làm tương đối đẹp mọi người nhá. La răng to bản và cái phần la răng này em thấy rằng là nó tận 17 inch luôn, rất là to luôn, và có phay xước hai màu, màu đen và màu bạc mọi người nhá. Và lốp của xe thì chắc chắn rồi, lốp liền đời và còn rất là dày luôn. Em này thì được sử dụng lốp của Thái mọi người nhá. Đấy, còn phía này đây cũng được nhấn nhá một vài cái điểm tem nhỏ thế này. Em thấy rằng là chính ra dán tem kiểu này nhìn lại đẹp mọi người ạ. Nó không thích là dán kiểu khác đâu. Còn bên này đây thì ở phần gương của xe thì được làm cũng khá là trau chuốt tỉ mỉ. Tất cả những phần chi tiết màu sơn đây là màu trắng ngọc trai mọi người nhá, màu sơn mới. Đấy, mọi người nhìn cho em là từ phần bên hông bên này này, màu sơn rất là lì luôn, kể cả bánh xe đằng sau ấy luôn. Và em thấy rằng là lốp lát của xe chủ xe đi giữ gìn cực kỳ tốt luôn, chưa hề có vết cấn đụng nào cả mọi người ạ. Đó, phần đằng sau này, phần đằng sau thì được làm khá là tỉ mỉ mọi người nhá. Em thấy rằng là hãng cũng đã tỉ mỉ hơn rất là nhiều ngày xưa rồi. Ngày xưa thì hãng hơi qua loa một chút xíu, để mà nói thẳng ra là hãng làm hơi đơn giản. Nhưng mà form mới này đây cũng có một vài điểm nhấn mạ chrome này, cánh gió thể thao này, cũng như là option đằng sau là có thêm cả cảm biến này, có thêm cả cam lùi. Và cái phần khoang cốp này mọi người nhá, khoang cốp rất rộng, đặc trưng của những chiếc xe hạng C rồi, cực kỳ rộng rãi luôn. Và mọi người có thể nhìn giúp em từ những phần chi tiết nhựa này, nó mới tinh luôn, chưa hề được một lần chở đồ mọi người ạ. Và quan trọng là ở trong đây, tất cả phần đồ nghề, phần lốp dự phòng đây, nó còn rất là mới mọi người nhá. Đấy, lốp dự phòng bánh nhỏ. Đấy, em xin phép là sẽ đóng cái phần này lại để cho mọi người có thể dễ dàng chiêm ngưỡng cái phần khoang cốp của xe. Đấy, còn rất là mới mọi người ạ. Ở trong này tất cả phần nỉ không xù mọi người nhá, tất cả phần keo chỉ trên này đều là zin hết luôn. Đó, em này mà mang giá trách hãng thì thoải mái luôn mọi người ạ. Đó, đóng rất là nhẹ nhàng. Bên hông, bên lái bên này đây cũng tương tự như vậy mọi người nhá, nó cũng rất là đều. Và em rất ấn tượng cái phần động cơ của xe. Với máy 1.8 này, anh em đi chỉ tiêu thụ khoảng tầm hơn 6 lít trên 100 cây thôi. Nếu để mà nói thì cứ bù trừ cho em một chút xíu là lên khoảng tầm 1 lít đi, thì nó chỉ loanh quanh tầm hơn 7 lít 100 cây, em nghĩ rằng rất là hợp lý rồi. Đó, còn cái điểm nổi bật là ở trong xe. Đấy, mọi người nhìn giúp em từ những phần chi tiết ở mép ngoài này, đó là điều không phải bàn mọi người, nó là zin hết rồi. Ở trong xe thì được tích hợp là rất bọc da màu đen mọi người nhá, và có thiết kế khá là chỉn chu. Nó rất giống chiếc Camry phong mới này mọi người ạ, kể cả phần má ghế này. Ngồi cực kỳ rộng rãi và cái phần ghế này ngồi rất là êm mọi người nhá. Đằng sau có tích hợp có cửa gió điều hòa này, bệ tì tay và trần mọng rất là sáng luôn. Đó, cửa xe đóng rất là chắc chắn. Còn về khoang lái đây, khoang lái mở ra thì 90% là nó được sở hữu cái form dáng thiết kế của Camry mọi người ạ. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Từ những cái phần chi tiết ở phần mặt tắp ly cửa này rất là lực luôn mọi người nhá. Và nội thất trong xe đây được điểm xuyết chỉ có một tông màu đen thôi, nhưng mà nhìn cho một cảm giác nó rất là lịch sự và lịch lãm luôn mọi người ạ. Đây em xin phép được sang bên này để giới thiệu cho mọi người này. Đầu tiên xe được tích hợp đó là cái phần nội thất trong xe là màu đen, và màn hình của xe đây mọi người xem, màn hình Toyota zin theo xe nhá. Đó, tất cả những phần chi tiết này đều là nhựa mềm hết này, làm được chi tiết, được những cái phần chi tiết gấp nối này, nhìn rất là giống những chiếc xe của xe sang. Và có thêm cả phanh tay điện tử nữa rồi, auto hold đầy đủ mọi người nhá, ghế điện bên lái. Đó, điều hòa điện tử 2 vùng. Còn về phần khoang động cơ của xe thì có lẽ là em thấy rằng là nó sẽ giống với phiên bản cũ hơn, bởi vì nó vẫn được sử dụng cái máy 1.8 như vậy mọi người ạ. Phần khoang máy thì em thấy rằng là khá là mới. Đây, tất cả những phần chi tiết ốc này cho đến mặt máy. Em này thì nó là gốc ở Đồng Bằng mọi người nhé, nên là cái phần gang máy nó rất là sáng. Đó, cho đến phần nhựa này, ốc này, tất cả lỗ giảm chấn này, nó còn đều tăng tắp luôn, cho đến là những cái phần chi tiết dập tem. Đấy, khoang máy nhìn tổng thể khá là chỉnh chu và gọn gàng đúng không ạ, rất dễ sửa chữa bảo dưỡng. Và đặc biệt là những chiếc Altis này ấy, là một trong chiếc xe vô cùng bền bỉ luôn, bền bỉ tiết kiệm. Đó, các bác các chú hoặc là anh em thanh niên nào đang ưng mẫu xe này nhá, bởi vì form dáng của nó cũng rất là yêu rồi, form dáng mới mẻ, option hiện đại, thì đây là một trong những chiếc xe mà trong khuôn tài chính hơn 700 củ anh em phải cân đối qua nhá. Đấy, mọi thông tin về chiếc xe này anh em nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy lên mà alo riêng cho đơn vị của em, cùng nhau trao đổi nhá. Chắc chắn thời điểm này cứ alo, cứ gọi điện quan tâm là sẽ mua xe. Chào tất cả mọi người ạ.